Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một món đồ chơi cùng dòng với cái món đồ chơi Domino. Như các bạn thấy mình sẽ túi màu vàng ở trên bàn đấy. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem món đồ chơi này như thế nào. Ở đây thì chúng ta có một hộp các quân Domino bằng gỗ này. Trên mỗi cái hình của trên mỗi quân Domino này thì sẽ có một cái hình. Và khá là hấp dẫn là mỗi cái hình này chúng ta đều ghép với nhau để cho trẻ. Đây là một món đồ chơi của trẻ em. Nào chúng ta thử xem món đồ chơi này sẽ xếp như thế nào. Đây chúng ta nhìn thấy một chú voi, một bông hoa. Và nó sẽ được tiếp nối với nhau. Bây giờ đến lượt ngôi nhà, chúng ta phải tìm ngôi nhà ở đây. Tiếp tục là một chú ngỗng, đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái đầu của chú ngỗng. Khả năng ở đây rồi. Rồi, chính xác. Và một chữ ô. Cứ như thế trò chơi sẽ được mẹ và bé sẽ cùng nhau xếp những cái quân như thế này. Chúng ta sẽ được cái hình zigzag khá là ấn tượng. Cái bộ đồ chơi này gồm có 28 quân. Cái giá bán của nó thì hiện nay chúng tôi đang cung cấp trên thị trường là 99.000 đồng. Tuy nhiên với những bạn mà có thể mua cùng với sách vải thì cái giá ưu đãi nó sẽ rất là đặc biệt trong cái giai đoạn này. Nên từ bây giờ cho đến ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì chúng tôi có chương trình khuyến mãi, đó là khi bạn mua kèm với sách vải thì giá của cái bộ Domino này chỉ còn lại là 50.000 đồng. Nghĩa là chúng ta giảm được khoảng độ 50%, đúng không? 99 xuống 50.000 khi các bạn mua kèm với cả món đồ chơi sách vở. Cái bộ đồ chơi này thì như các bạn đã thấy là gồm một cái hộp như vậy và kèm với cái túi như này. Sách vở là gì thì chúng ta có thể xem ở cái link đằng sau đấy. Đây, cái link ở phía dưới đấy, các bạn nhìn thấy cái đây nhỉ, đây nhỉ. Rồi ok, các bạn hoặc là các bạn kích xuống đường link ở phía dưới cần xem thêm thì nó sẽ có hướng dẫn các bạn sách vải là gì. Đây là món đồ chơi vô cùng tuyệt vời đối với cả trẻ em. Chúng ta có thể tham khảo, có thể mua của chúng tôi hoặc các bạn có thể tự làm cho bé một món cái món đồ chơi này. Rồi ok, phần giới thiệu món đồ chơi Domino theo xếp hình này của tôi đến đây là kết thúc. Và các bạn nhanh tay để lại số điện thoại hoặc là các bạn gọi trực tiếp chúng tôi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại. Chúng ta cùng đến với cả phần trò chơi có thưởng này. Với bất kỳ bạn nào chúng ta comment hai cái chữ số xuống phía dưới này và vào trong ngày 15 tháng 4 năm 2017 tới đây, chúng ta đối chiếu với kết quả số số kiến thiết miền Bắc. Chú ý là số kiến thiết miền Bắc nhé. Hai chữ số này trùng với hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt thì người đó tự nhiên có một bộ Domino như thế này free. Các bạn chỉ cần chịu phí ship thôi, hoàn toàn có giá trị của cái món hàng chỉ giá 99.000 là sẽ thuộc với các bạn. Ngoài ra cùng với cả cái chương trình khuyến mại của chúng tôi thì
bất kỳ bạn nào share các bạn biết là lên tường, các bạn biết là lên tường, tường Facebook không? À, chia sẻ bài viết này lên tường Facebook chế độ khung ai để gọi được giảm 10% khi mua đồ chơi Domino này. Các bạn chỉ cần inbox chúng tôi qua cái đường link Facebook phía dưới cùng với hình ảnh các bạn đã share, cái đường link của các bạn đã share cái đấy để chúng tôi kiểm tra. Sau đó nếu thấy ok thì đương nhiên các bạn được giảm 10%. Rồi chúng ta đừng quên comment hai cái chữ số xuống phía dưới này để nhận quà vào ngày 15 tháng 4 năm 2017.